Còn khi ra hậu đầu kỳ, chúng ta chạy một vòng những dãy số từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, chúng ta chạy một vòng đúng rồi. Số 0. Số 1. Số 2. Rồi, thì bây giờ tôi chạy đường số 2 quý vị ha. Đừng mà tôi mắc lên xuyên cho chạy đường số 2. Bây giờ tôi chỉnh thêm cái chiếc nữa. À, chạy tiếp không quý vị. Cầu xin mắc quá, mắc ở đây. Tiếp. Số 3. Số 5. Sau một vòng thì tôi chạy đường số 2, thì bây giờ tôi sẽ chạy tiếp vòng thứ 2 quý vị. Bắt đầu lại chút không ha. Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Bây giờ thì cũng khuya lắm rồi quý vị. Hiện tại thì tôi đang có mặt trong cái nghỉ điện. Thì vô đây không tiện xuống kênh thì cũng mong quý vị hoan hỷ. Thì tại là hôm qua trong cái ngôi nhà quan thì mình thất thủ ha quý vị. À, tôi cũng xin chia buồn với toàn thể anh chị em của bác trên kênh Nhân Trần TV. Rồi thì số mà mình xác định ha quý vị. Mình tham khảo thì có trúng có chặt ha, thì mong quý vị hoan hỷ cho tôi. Tối đêm nay thì với lòng thành kính đường sáng xa xôi thì tôi cũng có đến cái nghĩa địa này ha, tìm đến những cái ngôi mộ linh thiêng để mà xin lộc xin tài cho quý vị tham khảo ngày mai. Ngày 19 tháng 6 năm 2022 thì đây trái cây tươi bánh ha, để mà cầu lộc cầu tài. Thì cái động lực lớn nhất của tôi đó chính là được tất cả quý vị thương mến ai đang xem video mỗi người tiếp cho tôi ha. Cái động lực đó là bằng cách ai chưa like thì mỗi người tôi một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video tôi đăng lên hàng ngày trên các kênh của tôi ha. Rồi thì bây giờ tất cả quý vị ngày mai tập trung ha, trong cái khu nghĩa địa này. Thì bây giờ thì trong đây có rất là nhiều ngôi mộ quý vị. Tôi không biết tuổi biết tên của ai thì đến đây với cái lòng thành kính cầu xin đất đai của bác ông bà chiến sĩ trần trong nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái chức quan chức 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 tử anh em chúng tôi đến đây không có quậy phá dựng bà, chỉ để cầu tài cầu lộc giúp người giúp đời. Thì có lộc có tài thì anh em chúng tôi đến đây để mà trả lễ. Vô trong đây khuya quý vị rất là mệt quý vị ha, nghĩa địa mà quý vị nhìn thấy xung quanh nè rất là nhiều ngôi mộ. Rồi thì trước mặt quý vị đây là phần mộ của bà Nguyễn Thị Bình Nhuận ha. Thì nãy giờ tôi đứng đây thì tôi cũng có cảm giác rất là mạnh quý vị. Thì bây giờ tôi sẽ thỉnh đồ lên xin cho quý vị cái lộc cái tài tại phần mộ của bà Nguyễn Thị Nhuận. Thì hiện tại thì trời cũng đang mưa cũng hơi lớn rồi quý vị, thì tôi cũng tranh thủ ha. Rồi thì tất cả quý vị tập trung nha, ngày mai tham khảo, ai thích xem thì xem, còn không thích quý vị lướt qua. Không mất mát gì hết nha quý vị. Rồi, thì bây giờ
không làm mất thời gian của gì nữa, tôi xin làm cái lễ để thỉnh vong linh ông bà cô bác về. Tối hôm nay coi ông bà cho mình cái lọc cái tài gì để quý vị nhà mày tham khảo nha. Rồi, đây không là mất thời gian của tất cả quý vị, tôi đã soạn đồ lên rồi quý vị. Thì hiện tại thì rất là mệt nha, tôi không có tiền xin tên. Giờ này khuya lắm rồi, trong nghĩa địa nữa quý vị. Mong quý vị ngoan hỷ nha. Rồi, tối đêm nay anh em tụi tôi đường xa xa xôi có đến phần mộ của bà Nguyễn Thị Nhận để mà cầu lộc cầu tài cho quý vị tham khảo nha. Thì con đến đây không có quậy phá gì, để giúp người giúp đời thôi. Bà cô bác đừng quậy phá con nha, trời ơi gung quá quý vị ơi. Thầy trời bây giờ sấm chớp dữ lắm quý vị, chắc không biết tôi làm cái lễ không biết kịp không đây, sợ trời mưa quý vị. Bà cô bác trong xin cúng xong rồi hả mưa thầy ơi. Rồi anh chị em đang xem ai chưa like thì mỗi người cho tôi xin một like ha, tiếp cho tôi cái động lực nha. Rồi tất cả quý vị cùng nhau khấn với tôi nha. Con kính lại đất đai dân trạch thần hoàng bụng cảnh, chứ vị dông lên ông bà chiến sĩ trận dòng nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái chết quan chết đất chết tất chết tử, con không biết tuổi biết tên. Nay con xuôi chân bước về đất này, có duyên đến cái nghĩa địa này. Đến phần mộ của bà Nguyễn Thị Nhận sinh năm 1924, tân trăng vào ngày 12 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 10 tháng 7 năm Bính Thân, hưởng thọ 92 tuổi. Xuôi chân là bước về đây nhận hương khói cũng như những cái lễ vật con dân lên, trái cây tươi, bánh kẹo, giấy tiền, muối gạo của cái tri ông bà nhận dùm cho con. Kính thỉnh ông bà có sự hiện diện ở đây trả dùm con học gà những dãy số từ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Con số nào và cho con xin dựng đứng cái hộp gà lên. Con lộc có tài, con quay trở lại đây con trả lễ. Rồi tình để trong bà người ta thụ hưởng quý vị hương khói ha. Chắc trời mưa quá, bữa nay không biết sao vô đây rung quá quý vị. Nhân lại tắt đèn lại sáng, giữ để gót trước là đốt. Cầu xin chư vị dông linh ông bà cô bác chiến sĩ trận dông nơi đây, anh em chúng con không có đến đây quậy phá gì, chỉ để xin lộc xin tài ha. Có điều chi mạo phạm ông bà, xin ông bà tha thứ. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ mình để cho ông bà ta nhận hương khói cái gì. Chắc trời mưa quá. Nay cũng đến đây với cái lòng thành kính, quý xin chư vị dông linh ông bà chiến sĩ chặn dông nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái, con không biết tuổi biết tên, chích quan chích ức chích tức chích tự, suối chân là bước về đây nhận hương khói, cũng như những cái lễ vật con dâng lên, xin ông bà về thụ hưởng, gia hộ độ trì cảm ứng chứng minh cho con cái lộc cái tài cho con số. Giao ngày 19 tháng 6 năm 2022 có đại công ty sổ số kiến thiết Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Rồi thì nhàn xuống một phần rồi quý vị ha, quý vị cũng nhìn thấy. Con xin ông bà cô bác cho con chạy cái ốc gà nhân dãy số từ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Con số nào ông bà cô bác cho con chạy đứng ốc gà lên. Con xin chạy con số 0. Có lòng có tài con quay trở đây con trả lễ. Số 1 Số 2. Trời ơi, số 2 đứng liền quý vị. Ghê vậy. Rồi ông bà cô bác cho con dựng đứng số 2 rồi. Cho con xin chạy tiếp ha. Con lấy số 2 lên chạy tiếp số 3. Số 4. Trời ơi, số 4 đứng liền luôn quý vị.
Rồi, thấy đường xá xa xôi. À, con đến đây với cái lòng thành kính. Cái gì? Cái gì bên đây vậy? Gọi điện đây coi. Ghê vậy? Tình hình không ổn rồi. Ông bà cô bác ha. À, có sự hiện diện đây. Có cái lọc ba con ba càng. Còn lấy số 4 lên con chạy tiếp. Số 5. Số 6. À, con số nào nữa dục tiếng xuống đứng lên. Số 7. Số 8. Số 9. Trời ơi. 9 đứng liền luôn quý vị. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ chốt cho quý vị cái lọc cái tài này. À, quý vị tham khảo nha. À, những cái bộ số mà sinh lệ như thế này thì tôi cũng mong là sẽ mang lại cái tài cái lọc cho quý vị ha. Ngày mai trên kênh Nhân Trần TV rực rỡ Nam Trung Bắc nha quý vị. Rồi, quý vị tham khảo cái bộ số này ngày mai. À, cho lấy cái chứng lên. À, đầu tiên nhân sinh được số 2 quý vị. À, cái đó là số 4. Và cái đó là số 9. Còn 249 quý vị. Quý vị tham khảo nhỏ nhẹ cái lọc cái tài lớn này ha. Thì tôi xin lấy cái lọc nhỏ là còn 49 ha. Và còn 24. Đó là một cặp ha quý vị. Thì ngày mai miền Nam của mình có đài Kiên Giang, à, Tiền Giang, Đà Lạt, à, miền Trung. Đó, đêm thì có miền Bắc. Rồi ngày mai ông bà cô bác giật cho con cái bộ số này. Cái lọc nhỏ lọc lớn gì có con quay trở đây con trả lễ lụm nha quý vị. Rồi ngày tháng thì nhận ghi luôn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tranh thủ chạy quý vị ơi, ghê quá. Rồi thì bây giờ tôi xin đập quả trứng tại đây luôn, mẫu, đó. Rồi, cô bác anh chị mình tham khảo một số này ha, à, tại cái khu nghỉ địa thì quý vị biết rồi, giờ này khuya quá, khuya, trời mưa lâm râm đủ gì, mà mình mấy ngang mồ hôi đổ ướt, đẹp hết trơn. Miệng không biết sao luôn quý vị, tự nhiên tay chân nó rung lên hết trơn à. Quý vị thấy trời sóng thấp rồi. Quý vị thấy. Giờ thì bây giờ tôi cũng tranh thủ ha, tôi viết lên quả lên số lên. À, để cho ông bà cô bác người ta dịch ha. Ngày 18 tháng 6 năm 2022 thì lọc tôi xin cho Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt, à, miền Trung. Điều thì có miền Bắc. Rồi anh chị em ngày mai ở đâu thì mình tham khảo cái đó ha, cái lọc ha, cầu mai, à, con 249, con 24 và con 49 nha quý vị. Ngày mai tập trung nghĩa địa nha quý vị, thì tôi có cảm giác rất là mạnh nha. Đó rồi, cầu xin vong linh ông bà cô bác chiến sĩ chặn dòng trong khu nghĩa địa này, con cũng biết tuổi biết tên, chú chắc là bước vào đây giật cho con cái bộ số này, con 249 và con 49, à, 24. Ngày mai Nam Trung Bắc được gỡ, con quay trở đây con trả lễ. Rồi, tôi cũng xin chúc toàn thể anh chị em cô bác ngày mai trên kênh Nhân Trần TV ai cũng có lòng có tay. Anh chị em nào thương mến tôi, ai chưa like thì mỗi người cho tôi một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Thì kênh của tôi xem hoàn toàn miễn phí, tôi làm nghề, tôi làm bằng cái tâm. Tôi không xin gì của ai, cũng không lừa đảo gì của ai, không khuyến khích ai dễ có mọi hình thức gì. Anh chị em thương mến kênh của tôi thì xem, còn không thích quý vị lướt qua, không mất mát gì hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.